Xin chào bạn. Thì nay đã là ngày thứ ba kể từ server mới ra nhé. Thì hôm qua mình có chút chuyện là hôm qua mình đi hiến máu nên không kịp làm video để cài cấp các thứ. Khá đáng tiếc. Thì hôm nay đã qua ngày thứ ba và ngày thứ ba thì hình như nó đã trao thưởng rồi các bạn ạ. Đây này, nó cúp server này. Khá đáng tiếc nhá. Mình chỉ mới chơi được ngày thứ nhất. Ngày thứ hai thì mình chưa kịp chơi mấy thì đã có cúp rồi và khá đáng tiếc cho cái thử thách này, chắc là mình không hoàn thành rồi. Thật là tiếc đấy. Chỉ bạn top 1 chỉ có hơn 2k rank này. Nếu mà chưa tính reset thì cũng tầm 2k 5 2k 6 gì đấy. Bởi vì 2k 5 2k 6 nó reset xuống 2k 1 mà hôm nay mới thứ hai. Chắc bạn ấy chưa đua các thứ. Mà xem bộ bài của bạn ấy này thì cũng chỉ là một số con là bài thân thuộc thôi, cũng không phải là nạp nhiều hay gì cả. Nhưng mà khá tiếc nuối là mình không kịp tham gia bởi vì hôm qua mình phải đi hiến máu trên Hà Nội mà xong mình phải về chỗ kia để cách ly thử nữa chứ. Thật là đáng tiếc. Vì thế xin lỗi các bạn nhé. Ba các bạn, nhiều bạn đặt niềm tin vào mình cái top 1 nhưng mà mình mới chỉ bui được một bộ bài khá là bình thường thôi, cũng 30 lá, chưa nạp một cái gì.